Nhằm chia sẻ và động viên người nghèo nhân dịp Tết Dương lịch 2024, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban Quản lý Di tích huyện tặng quà cho người già neo đơn trên địa bàn huyện. 40 người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ được nhận quà với tổng giá trị gần 15 triệu đồng do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ phối hợp Ban Quản lý Di tích huyện nhà hảo tâm trao tặng. Những phần quà nhằm giúp các cụ già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn đón năm mới 2024 đầm ấm và vui vẻ hơn.